Hello các bạn, em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả yêu mến của em và các bạn thân mến của em. Hôm nay thì em cũng khỏe rồi, hai đứa con của em cũng hai ngày nay nghỉ học. Tại vì một đứa con gái đó thì cái mắt bị đỏ cho nên không có đi học được, vô trường họ sợ bị lây người khác cho nên cô giáo kêu khuyên ở nhà. Còn đứa con trai thì không biết bị cái gì mà cái môi nó sưng lên, nhưng mà nói chung thì bây giờ tạm thời rất là ổn, không có sao cả. Em cảm ơn các bạn đã nhắn tin hỏi thăm và quan tâm tới cho hai bé. Ở đây là những là cái ao dịch, lẫn là một cái những cái phong cảnh mà rất là quen thuộc. Thì em thích thì ngồi ngoài trời để mình nói như vậy đó, mình có thể ngắm được cái cảnh thiên nhiên. Còn mình ngồi trong nhà đó thì không có ngắm được cái cảnh thiên nhiên. Nhưng mà khi nào mà lạnh quá đó thì em phải ngồi trong xe, hoặc là bận quá thì em lại sẽ quay clip trong xe. Thì nói chung thì hôm nay các bạn có khỏe không? Em thì cũng khỏe, giống như hồi nãy em có nói đó. Có nhiều chuyện. Wow, con cò kìa. Đây, để em quay con cò nha. Tí nữa em sẽ phát lên cho các bạn xem con cò màu đen nó rất là lạ. Wow, cái con này nó hơi lạ nha. Lần đầu tiên em thấy đó. Nó tự trên trời nó bay xuống đó. Thì em có đọc mấy cái bình luận mà mấy cái tấm hình mà em đăng của mấy chú tiểu đó, mấy bé đó đăng lên em chụp chung đó. Thì có người nói là Pháp Tâm nhìn giống em, và có người cũng nói là Nghi Tâm nhìn giống em. Hai người đều nhìn giống em hết, tức là có phải là con ruột của em không. Và họ cũng có chọc là không biết có người nào sẽ làm cái clip nói là họ là con ruột của em hay không nữa. Thì thực tế ra thì họ thì con ai thì em thực sự không biết. Nhưng mà khi mà mấy đứa bé mà nó dễ thương đó, cái tâm thiện á, thì lúc nào cái mặt cũng tựa giống nhau cả. Khi mà các bạn có để ý đi, mấy người mà có tâm thiện lương thiện đó thì cái nét mặt hiền phúc hậu nhìn tựa giống nhau cả. Còn mấy người mà có tâm địa mà bất chánh á, thì các bạn nhìn lên nhìn ánh mắt của họ đi, và nhìn luôn cái khuôn mặt của họ không có cảm tình chút nào đã, mà mình nhìn vô cái đó là mình biết được là cái người đó là không có đàng hoàng rồi. Còn mấy người đàng hoàng mà tâm thiện với nhau đó thì họ nhìn tương tự giống nhau hết. Nhưng mà nếu như mà thật sự mà được con em mà giỏi giống như Pháp Tâm với lại Nghi Tâm đó thì tốt biết mấy. Tại vì họ lanh quá, họ giỏi quá. Nhưng mà hai đứa con ở nhà em thì thật sự không có lanh bằng Pháp Tâm đâu. Có thể mỗi người họ hiểu biết mà lanh một cái khía cạnh khác nhau. Thì con em thì lanh về cái khác, còn Pháp Tâm thì lanh về cái khía cạnh khác, cho nên mình không có thể nào mà mình so sánh được. Mỗi người đều có một cái biệt tài riêng của họ, mỗi người đều mà có cái đặc biệt riêng của họ. Thì có một số người nhắn tin em hỏi em có đi thử máu với lại Pháp Tâm chưa, có sao giống cha con ruột quá vậy với Nghi Tâm chưa. Đây là em cho các bạn coi cái hình nè, cái hình em chụp chung với mấy bé. Cũng nhìn em nhìn kỹ cái nét cũng giống lắm chứ bộ. Đâu rồi, đây này, các bạn xem thấy không, giống không? Cái này là Nghi Tâm. Lúc em về bển á, em ẵm bé, rồi ẵm bé lên dễ thương lắm, nhìn có chút ép à. Đó, thấy bé cười không, giống như hai cha con vậy đó. Nhưng mà nói chung á là mình rất là thân thiện với lại các bé, cho nên lúc mà về bển á, các bé cũng coi em giống như là người trong nhà vậy. Khi mà em tới đó em thắp nhang xong rồi đó thì mấy bé chạy ra ôm em dữ lắm, ôm em mà giật em xuống. Không biết các bạn có coi cái clip mà mấy bé ôm giật em chơi nữa. Thì cái đó em đăng lâu lắm rồi, em đăng cỡ đâu cũng 3-4 tháng về trước rồi. Thì hy vọng là trong tương lai em sẽ tới đó, em sẽ gặp các bé thêm một lần nữa. Em cũng có nhắn thầy Hoàng Nguyên rồi, em nói em sẽ về thăm các bé và thầy luôn, nhưng mà em chưa biết chừng nào thôi. Thì chờ xong cái mùa dịch này hết rồi em tính. Với lại mình phải sắp xếp, khi mà mình đi xa đó phải sắp xếp đầy đủ công việc hết mình mới đi được, chứ không phải là muốn đi là đi đâu. Vì công việc khi mà mình đi du lịch đó, thì công việc bên Mỹ đó thì mình phải sắp xếp cho nó đâu ra đó, chứ không phải mình bỏ một cái là mình đi được. Cho nên bất cứ cái gì cũng vậy, đều có một cái sự sắp xếp cả. Thì giống như hai thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên cũng vậy, đi công tác, nhưng mà cũng có người cho là họ đi bỏ trốn. Em thật sự là phải nói là bó tay những cái người mà suy nghĩ mà bôi nhọ như vậy. Họ làm chỉ còn một tí xíu thôi mà suy nghĩ những chuyện xấu để mà nói rồi.
Thì mà thật sự ra đó, giống như hồi nãy em có nói, những người mà có tâm thiện đó đều hiện lên trên trên mặt hết. Cho nên khi mà mình có trải kinh nghiệm, mình nhìn đời đó, thì mình sẽ nhìn ra được. Và còn một cái này rất là hay nè, hôm qua em mới thấy anh kia có một người bình luận về cái Bủ Sơn Kỳ Hương rất là hay. Để em xem nha. Đâu rồi, để em đọc cho các bạn xem nhé. Đây này. Đạo Bủ Sơn Kỳ Hương có 4 đặc điểm. Tu Phật theo hương giản dị hả, gồm cái thật sự là tiếng Việt á, em mà có dấu á, nhiều khi em còn đọc được, mà không có dấu á, thì chắc em thua. Thì bây giờ em đọc sơ sơ cho các bạn thấy nha. Có 4 điểm đặc điểm nè. Cái thứ nhất, có hiếu với cha mẹ. Mình có hiếu với cha mẹ là cái tên trên nhất, cái đó là được gọi là đạo tử, đạo Khổng Tử thì phải. Khổng Tử cũng dạy mình là có hiếu với cha mẹ. Wow. Chiếc xe đó, cái ống bô đó, nó kêu đó. Và có hiếu cha mẹ là thầy ông nội đã nuôi gương 40 năm, nuôi cha tật nguyện ngồi xe lăn, hàng ngày dùng bao ni lông bọc ngón tay móc phân ra cho cha. Wow, vậy là sao giống tiếng súng vậy ta? Hình như là tiếng súng đó các bạn ơi. Vậy là hai xe nó chạy nhau, nó bắn nhau rồi. Ở bên đây đó các bạn biết không, nó xứ sở Mỹ đó là xứ sở tự do, họ chơi súng nhiều lắm. Cho nên nhiều lúc mình lái xe trên đường đó, mình phải cẩn thận, mình đừng có chọc ai hết. Tại nhiều khi họ điên á, họ móc súng, họ bắn mình bất tử, mình không biết được đâu. Bây giờ mình trở về cái vấn đề nha. Thì thứ nhất, có 4 đặc điểm. Thứ nhất là có hiếu với cha mẹ là thầy ông nội đã nuôi cha 40 năm, nuôi cha tật nguyện ngồi xe lăn. Sao giống em lúc trước quá. Lúc trước em nhớ lúc mà ba em bị tai biến đó, lo cho ba cực lắm. Có mình em lo hả? Lúc đó thì không ai phụ hết. Các bạn biết không? Lúc đó nấu ăn á, mà phải nói là nghĩ tới thì buồn lắm. Nhưng mà mình rất là hạnh phúc vì em được chăm sóc cho ba em. Thôi bỏ qua đi, không nhắc tới nữa. Nhắc tới thì chỉ có kỷ niệm buồn là mình chảy nước mắt thôi. Thầy ông nội đã dùng cái bao để bao ngón tay lên móc phân cho cha mình. 60 tuổi mới được đi học và đậu thạc sĩ. Coi như thầy ông nội là học rất là trễ. Cái thứ hai là yêu đất nước. Cái đó là trong Bủ Sơn Kỳ Hương nha các bạn. Và cái thứ ba là thờ Tam Bảo, là thờ Phật, thờ Pháp, thờ Tăng. Và thứ bốn, cái điểm thứ tư là yêu đồng bào. Cho nên mình mặc áo nâu, rèn luyện sức khỏe để giúp mình giúp đời, chữa bệnh cho người nghèo hay làm thơ. Thì các thầy và các bé đều được rèn luyện từ nhỏ hay đọc kinh Phật và giúp ích cho đời cũng là ngoan ngoãn. Thì các bạn muốn xem cái bình luận đó thì các bạn hãy xào cái clip mà hôm qua em đăng về khai tâm đó. Có một người tên là Cần Thi đã bình luận lên những cái này rất là ý nghĩa. Em cảm ơn chị hay là anh đây. Chắc chị quá, chị Cần Thi hả? Cần Thi rất là nhiều nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm, đã giảng ra được một bài rất là hay. Các bạn muốn xem thì các bạn hãy vào cái YouTube cái clip mà bé khai tâm, chuyện gì xảy ra với bé khai tâm đó, thì có cái bình luận. Các bạn bấm vô cái top bên cái top đó là cái bình luận đó rất là dài của chị Cần Thi nha. Chị giải thích về Bủ Sơn Kỳ Hương thì theo đúng lý theo lời của chị nói đó, thì cái đạo mà Bủ Sơn Kỳ Hương thì không có cấm mình phải có con hay là cái gì đó. Em đọc không sơ sơ quên rồi. Nói chung cái trí nhớ em lúc này nó giảm lắm. Và bây giờ mình trở về cái vấn đề là pháp tâm và nghi tâm giống em đi nha. Thì em rất là cảm ơn các bạn đã thương các bé và cũng như thương em. Và cho là, nhưng mà em nhìn kỹ tấm hình đó, của nghi tâm nó giống em thiệt. Có nên đi thử ADN không ta?
Nói vậy thôi chứ lúc mà em gặp lần đầu tiên mà em gặp các bé đó, em rất là có cảm tình với các bé. Lúc đó các bé chạy ra ôm em vui lắm. Mà trong khi đó có mấy người khác, cũng có nhiều người khác tới mà họ không ôm. Coi như là mình có một cái, coi như là cái duyên tiền định đi. Biết đâu là nếu như mình nói có kiếp trước thì biết đâu kiếp trước mình là cha con. Ủa làm sao được? Được không ta? Cha con hả? Chắc đời đời kiếp trước nào đó, có một kiếp nào đó là chúng ta đã quen biết nhau rồi, cho nên có thể có một cái sắc đạt nó giống nhau. Nhưng mà nói chung thì em đã giải thích rồi đó, những người mà lương thiện, cái tâm thiện á, thì họ đều nhìn giống nhau cả, tựa tựa có một cái khuôn mặt rất là phúc hậu. Thì những cái chữ nghĩa tiếng Việt em á thì không có rành lắm, thì các bạn hãy thông cảm nha. Nhiều khi em đăng lên cái bài gì đó em quên tra từ điển coi có đúng cái chữ đó có đúng hay không, tại nhiều khi em lu bu á, em bận quá, cho nên các bạn hãy thông cảm cho em nha. Và một lần nữa, Pháp Tâm và Nghi Tâm không phải là con em nha, thì nhìn giống gì thôi chứ không phải là con em. Cho nên các bạn có, các bạn nào mà có làm clip mà nói là giống con Lộc Lê đó thì chắc em chỉ cười thôi chứ biết làm gì giờ. Thì giống như các thầy cũng vậy, nên nói là mấy bé bé là đều con cháu ở trong thiền am hết, thì em cũng cười thôi chứ sao giờ. Thì cái đó là những cái lời đồn dư luận mà họ làm cái gì họ cũng bị chích chỉ móc. Giống như hôm nay thì các bạn có thấy cái clip mà Pháp Tâm đi ra ngoài đi mua kem ăn không, rất là dễ thương phải không các bé. Chứ sáng này cũng vẫn còn thấy khai tâm ở trong thiền am, cho nên những cái lời mà họ đồn đó thì mình không thể nào mà mình tin được những cái lời đồn. Cái lời đồn là cái lời hại nhất, đó là người gọi là cái khẩu nghiệp. Nhưng mà các bạn thấy những cái kênh mà người ta mà nói xấu về, bôi móc về thiền am đó, có ai mà nhìn phúc hậu, có hiền đâu, đâu có ai mà nhìn vô mà thấy tâm thiện đâu, phải không? Các bạn cũng thấy rồi đó. Cho nên mình lúc nào cũng vậy, mình phải hướng vào cái thiện. Thì cái tâm á, thì tâm sáng thì sanh cái tướng sáng, mà cái tướng mà đen thui hay này nọ đó thì mà nhìn lên cái khuôn mặt là mình biết cái người đó là cái tâm không có được thiện rồi, không phải là thiện chí thức rồi. Và thì một lần nữa em rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Khi nào mà em có dịp về Việt Nam đó thì hy vọng sẽ gặp các bạn nha. Và trong tương lai chắc chắn là sẽ gặp thôi. Thì các bạn hãy, nếu như một ngày nào đó mình gặp ở ngoài đường thì hãy chào nhau nha. Giống như bên Mỹ nè, hôm bữa em đi show Trấn Thành cũng vậy. Có người nói là em xạo, em làm sao mà biết được Trấn Thành, mà thật sự là Trấn Thành gọi em. Tại vì cái di phần với cái bản quyền, mình không thể nào mình thâu cái lời nói trong cái điện thoại cho người ta coi được trong cái clip được. Những cái đó là có thể vi phạm bản quyền hết. Nếu như mà mình làm YouTube á thì các bạn sẽ hiểu được tại sao có nhiều người không dám đăng hình hay là không dám quay những cái clip, là cái đó là những cái đó là mình vi phạm bản quyền của người khác hết. Mình không được có làm những chuyện đó. Còn những người mà được đăng như vậy đó thì vì họ cùng một cái hệ thống, họ được sự đồng ý. Còn cái này là cái sự bất ngờ, em đang quay phim, em đang quay clip mà Trấn Thành gọi vô thôi, cái đó là cái sự bất ngờ thôi chứ không phải là cái sắp xếp dàn cảnh đâu nha các bạn. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và nếu như các bạn muốn theo dõi em có biết Trấn Thành hay là có biết những ca sĩ khác không thì hãy vào Facebook của em nhé, Lộc Lê, bé Lộc nhé. Thực sự người nổi tiếng em gặp rất là nhiều, anh Đàm Vĩnh Hưng nè, anh Vũ Hà nè, em cũng đi chung hết rồi. Em tới nhà anh Đàm Vĩnh Hưng rồi, tới nhà chị Lê Quyên rồi, và những người siêu sao như anh Bằng Kiều, giờ lúc ra Hà Nội cũng có gặp anh Tuấn Hưng. Thì nói chung là em đi tới đâu cũng được các chị em nghệ sĩ thương mến. Như đợt trước về Việt Nam thì được anh Quốc Thuận kêu tới đoàn phim để mà quay, giờ được chị Cát Tường mời đi ăn lúc ăn cùng chung với là chị Lê Giang và anh Tiết Cương. Rồi nói chung lần nào em về, cái đợt trước á, em về thì được Quý Bình gọi. Thì nói chung là lần nào cũng rất là nhiều anh chị em ca sĩ mời em. Em rất là cảm ơn các anh chị đã thương mến em nhiều lắm. Và các bạn muốn thông tin em á, thì các bạn có thể vào Facebook của em để mà theo dõi nhé. Thì cái Facebook của em á, sẽ cập nhật những cái tin tức mới hơn là bên YouTube thì em chỉ làm về clip thôi chứ không có cập nhật những cái tin tức. Thì về clip cũng như về thiền am hay về sống hay, chứ mà tin tức mà hiện tại cuộc sống của em á, thì em không có tăng lên bên YouTube. Thì các bạn muốn theo dõi em á, thì hãy theo dõi bên Facebook nhé. Facebook của em là Lộc Lê, bé Lộc đó. Đây là cái hình này. Thì các bạn có thể bấm vào cái link cũng được. Thì các bạn thì có thể thấy được trong trong ấy. Đây.
cái này là cái Facebook của em nè, Facebook chính của em là Lộc Lê Bé Lộc nhé. Có hình em mặc áo dài với đứa con gái của em đó. Thôi, em cảm ơn các bạn nhiều lắm và đã luôn luôn đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Em mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ nhé, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.